Với quan điểm giao thông vận tải là đầu tàu cho sự phát triển kinh tế xã hội, cần được đầu tư đi trước một bước nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Trong những năm qua, Ninh Bình đã tập trung nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Những năm qua, ngành giao thông và vận tải Ninh Bình đã đầu tư cải tạo nâng cấp 150 km đường quốc lộ đạt quy mô cấp 3 đồng bằng với tổng kinh phí hơn 11.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ với các dự án trọng điểm như nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A, quốc lộ 10 qua thành phố Ninh Bình, nâng cấp quốc lộ 12B, xây dựng mới đường kết nối cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình với quốc lộ 1A. Đến nay, mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn có tổng chiều dài hơn 3.800 km, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nâng cao tốc độ lưu thông, mức độ kết nối với giao thông các tỉnh trong khu vực. Đây chính là điều kiện để Ninh Bình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Rất nhiều các cái hạng mục công trình như các cái bãi đỗ xe tạm thời cũng như cắm lại các cái hệ thống biển báo hiệu, kẻ vẽ vạch sơn được một số tuyến đường chính của thành phố. Việc thứ hai nữa là đã tăng cường các cái sửa chữa các cái hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố. Cụ thể là đã lắp được một số các cái thay thế được một số hệ thống đèn tín hiệu mới, cũng như sửa chữa một số các cái ngã tư chính của thành phố. Thì khi mà công trình đi vào hoàn thiện thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố chắc chắn sẽ được ổn định hơn và an toàn giao thông sẽ được đảm bảo hơn. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hạ tầng giao thông nông thôn và các công trình giao thông từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới được đẩy mạnh, nâng cấp và làm mới được gần 1.800 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 19 cầu bê tông cốt thép, hệ thống đường dần được cứng hóa từ thôn xóm đến nội đồng. Việc mà đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đường giao thông ấy, là một trong những nhiệm vụ chính để phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng cái nhu cầu giao thương cũng như nhu cầu đi lại của bà con nhân dân, từ đó là góp phần thúc đẩy kinh tế. Thì để thực hiện được cái việc đó thì thứ nhất là cần sự vào cuộc của các cấp ủy đảng cũng như là bà con nhân dân phải ủng hộ trong cái công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó tập trung thực hiện cái quy hoạch các cái vị trí đấu giá đất trọng tâm trọng điểm để lấy cái nguồn thu từ đó là đầu tư xây dựng hạ tầng để phát triển kinh tế. Với nỗ lực tập trung đầu tư, đến nay hạ tầng giao thông của Ninh Bình đã kết nối hài hòa với các tuyến quốc lộ, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại tốt hơn của nhân dân mà còn tạo cơ hội tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trên tỉnh huyện kết hợp với thị trấn là có đầu tư vào để làm con đường mới, thì hiện nay là các nhà đầu tư là đang cố gắng phấn đấu, là nói với trước dân là sẽ hoàn thành vào trước Tết. Để cho dân cái thứ nhất là cũng mong chờ từ lâu rồi. Để cho thuận tiện đi lại là một, với kinh doanh buôn bán rồi xe cộ giao thông nó lưu thông tốt. Thế là cũng rất mong các cấp chính quyền làm sao cố gắng làm sao từ nay đến Tết là hoàn thành được con đường này cho dân chúng tôi. Để hướng đến mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, đồng bộ và bền vững. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực này, tăng cường công tác quản lý bảo trì, kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó phục vụ hoạt động vận tải và phát triển kinh tế xã hội.